Wow. Cái tháng này làm ăn buồn, sao có đầu tháng 27 này đi không được mấy không? Vẫn đi không được mấy thì đi rồi, có được sao? Vâng. Ở kia là hết rồi, bỏ ra. Ra đây em. Sao thế làm không? Vừa đang đắp cửa, đang vào cửa rồi, ý sao đang vào cửa, có làm chân không? Sáng cái bàn kia, được bao rồi. Thế chắc đi xong rồi. Được rồi. Thế em nhìn đi, tính chân cái gì cái chân không? Rồi, khét rồi, lâu mình bảo nó đi, nó gì, nó khuất rồi. Nó khuất rồi. Nó bảo anh không có gì, nó khuất rồi. Không, cái chân hôm nay nó có chân đi hương rồi. Nó chậm đi hương. Ai? Nói bên ấy thì nó lâu. À, nó lâu chậm đi hương. Đây bên này. Đây. À, đi hương mới cái quả cho bé này. Ở cái hương. À, ở hương mới là cái quả hương. Hôm nay nó chậm đợi thôi. Đây, đá nó vào thì phải thôi. Xong nó đã lắp cửa, xong nó đã làm cái cửa đã cho nó. Thấy không? Có cái vòng vòng nó đã làm cửa trên trong rồi. Xong vòng 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 này không có quay, mình ra làm cửa bên năm mai chứ. Và chú là rau đi thay, mọi người có một cửa đi. Đây bằng là nhà mối nhìn trong cái có một cửa đi. Có hoa, hoa nó ra. Còn đố rồi. Cái đâu có qua tao rồi. Không có đâu. Bà đào mới mất thì đâu khi làm. Bà đào mới mất được khoảng tuần đây. Cái đó coi như nó không có cái cửa đá nó không có tự đá ít là cái thằng đấy nó làm nó lâu 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 thành làm đá được bao nhiêu cửa lâu trong cái lực bình rồi nó không đẹp liền lâu không có mấy lực bình cái này sao không có lâu mấy mỗi tháng không biết rồi. Thank you.
Thank you.